dẫn mày anh lên đến tận đây vậy? Tao thì không biết lên tầng 5 làm gì à? Nãy giờ đi vòng vòng luôn. Nhìn đi, đây là cái gì? À, khu ẩm thực. Ờ ha, vậy mà anh không nghĩ ra. Ở đây cái gì cũng có, ai muốn ăn gì thì ăn, khỏi mới dành nhau, khỏi mới đắn đo suy nghĩ. Trời ơi, Tùng hay quá, Tùng giỏi mà quá. Mình mua toàn bộ đồ ra, mình cho vào một cái bàn. Thế là mọi người ăn rất là thoải mái mà không phải tách mỗi người một nơi. Mà ai cũng có món mà mình thích đúng không? À, có lý. Rồi, vào ha. À. Được biết đến như các khu ẩm thực phức hợp, hình thức này đang ngày càng phát triển tại các siêu thị, các trung tâm thương mại sầm uất. Trong khi khách hàng khó tính đang có nhu cầu ngày một tăng về các địa điểm ăn uống hợp vệ sinh và nhiều sự lựa chọn, thì tại các khu phức hợp này, sự đa dạng phong phú về thực đơn, giá cả với nhiều thương hiệu ẩm thực khác nhau đã thu hút được sự quan tâm của lượng lớn khách hàng. Tất nhiên rồi, để mà không có chỗ mà đặt đồ ăn đặt tay xuống bàn nữa thì quý vị hiểu đấy. Một không gian rộng rãi, thoáng mát, có sức chứa cho cả trăm người với vô số quán ăn từ các miền và các nước khác nhau để lựa chọn. Khu ẩm thực chẳng những giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí mà còn đáp ứng được sở thích ăn uống của mỗi người. Sau khi dạo quanh khu mua sắm thì đây là điểm dừng chân lý tưởng, không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để thưởng thức những thực đơn đa dạng từ Âu sang Á. Như quý vị đã thấy, cùng với những trung tâm thương mại, các khu ẩm thực cũng đã mọc lên và trở thành một địa điểm rất quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những ai chúng ta đam mê ăn uống. Bởi vì ở đây không khí lúc nào cũng náo nhiệt, mọi người cười nói rôm rả và cùng nhau thưởng thức những món ngon mà mình yêu thích. Điểm đặc biệt đó chính là ở đây có rất nhiều những món ăn khác nhau, từ món Ấn này, món Hàn, món Nhật cho tới những món Tây Âu, đặc biệt là những món Việt Nam từ tất cả mọi miền trên cả nước. Vậy nên chúng ta dễ dàng lựa chọn được một món ăn mà mình thích nhất, sau đó cùng nhau ngồi vào bàn và thưởng thức trò chuyện rôm rả quý vị ạ. Nhiều kem nhá, nhiều hoa quả trái cây nhá, nhiều bánh nhá, nói chung là cái gì cũng nhiều à. Cảm ơn, cảm ơn. Đó rồi. No hả? Ăn vậy không lo mới là lạ đấy. Nhưng mà ngon không? Chuyện nhỏ, bạn bè mà, chỗ nào mà có món ngon ấy, Mạnh Tùng phải rủ bạn Nguyễn Anh đi ngay. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Mạnh Tùng và cô bạn Nguyễn Anh của mình đã có những trải nghiệm rất thú vị tại khu ẩm thực của một trung tâm thương mại. Với những món ngon này, đồ ăn đa dạng, phong phú, giá cả phải chăng mà chất lượng phục vụ cũng được chú trọng nữa. Chính điều này đã khiến cho những khu ẩm thực như vậy trở thành một địa điểm rất quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những ai chúng ta đi mua sắm, cần một chỗ nghỉ chân, nạp thêm năng lượng, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn những gian hàng. Và nếu như quý vị muốn có một nơi nào đó thỏa mãn được tất cả nhu cầu ăn uống của mọi thành viên, thì quý vị hãy nhớ tới những khu ẩm thực giống như thế này nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào!